Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý khán giả và chư đồng đạo kính mến, đây chương trình phổ pháp sấm giảng giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ do nhóm tín đồ thực hiện. Xin trân trọng kính gửi đến chư quý vị lời chào thân ái. Kính thưa chư quý vị, sau khi viết năm quyển sấm giảng xong, Đức Tôn Sư đã viết thêm quyển thứ sáu, tức là quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Kính mời chư quý vị lắng lòng theo dõi. Mở đầu, kính mời chư quý vị nghe bài Thay Lời Tựa, tức là sứ mạng của Đức Thầy, do chính tay Ngài viết. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phép, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm huyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vùa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỷ thần đất Việt chưa bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhùng ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hèm gì nổi cảnh quốc phá gia vong. Mái huyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dưỡng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh. Ngao du tứ hải, dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu huyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định, khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ ngôn này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quay đầu, cải tà quy chân, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu đạo nơi phất độ nào,
thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu. Chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp chứ kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh, chứ kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ nhưng nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết. Hầu ăn năn cải hóa làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lang xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo kính mời chư quý vị nghe quyển 6, tức là quyển Tôn Chỉ Hành Đạo mở đầu. Kính mời chư quý vị nghe cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo. Lời nói đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Năm năm trường xa cách, cái chính sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người hầu giải bài tường tận tôn chỉ hành đạo của tôi. Ấy không phải vì tôi cố ý muốn xa lánh các người, song chẳng qua vì sự bắt buộc của kẻ cường quyền nên tôi và các người không được trực tiếp cùng nhau. Tuy nhiên cũng có lắm thiện nam tín nữ rất trung thành, một lòng trình đạo. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành động một vài điều không hợp với tinh thần đạo đức, trái chủ nghĩa từ bi bác ái và sự cao thượng của giáo pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ này ra đời. Vậy từ nay trở đi, tôi ước mong rằng với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo sẽ dùng trí tuệ mình suy gẫm, gìn giữ, ăn ở theo quy tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá của đạo Phật. Như thế chẳng phụ công ơn của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và đã dìu dắt quần sanh tìm đường giải thoát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Đây là quyển thứ 6 mà đức thầy đã viết hồi tháng 5 dương lịch năm 1945 tại Sài Gòn. Kính mời quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người. Một,
hạng xuất gia. 2. Hạng tại gia. Hạng xuất gia gồm các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương, bè bạn, giữa thân vào cửa thiền hoặc núi non am cốc, hằng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe, để quài đầu hướng thiện, quy y Phật pháp, không còn thiết đến việc đời. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Hạng tại gia gồm tất cả đại chúng, tất cả thiện nam tín nữ chưa đủ những điều kiện xuất gia, vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông, tổ quốc, với gia đình, với đồng bào xã hội, nên chưa thể làm như các nhà sư hay ni cô đặng. Tuy vậy, họ cũng sẵn sàng hoan nghênh ca tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và luật nhân quả cho Phật thuyết ra. Thế nên, ở tại nhà, họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách, sửa tánh răng lòng, ủng hộ các sư. Như thế, họ cũng lần lần lên con đường giải thoát. Đây là hạng người học Phật, tu nhân. Bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật, tu nhân vậy. Sách xưa có câu: thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa di tiên. Muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay đã quy y đầu Phật, tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng vâng lời Thầy Tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. Đức Thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng: muốn làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. 1. Ân tổ tiên cha mẹ. 2. Ân đất nước. 3. Ân tam bảo. 4. Ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ. Ân tổ tiên cha mẹ. Ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói sách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ vinh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ, lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm, gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Ân đất nước. Sanh ra
ta phải nhờ tổ tiên, cha mẹ sống, ta cũng nhờ đất nước, quê hương, hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau. Muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dày đạp. Ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho được trở nên cường thành. Ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh, đừng làm việc gì sơ suất, đến đổi làm cho nước nhà đau khổ. Và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch, gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Ân Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Tức Phật, Pháp, Tăng. Có người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra, nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình. Ấy về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, có người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng, khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi vòng trầm luân khổ hải. Thế nên Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư Tăng, đặng đem nền đạo của Ngài ban bố khắp trần thế. Các chư Tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật vậy. Bởi vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ. Nên ta hãy kính trọng Phật, hãy tin tưởng và tín nhiệm vào sự nghiệp cứu đời của Ngài. Làm theo những điều chỉ dạy do các chư Tăng cho biết, tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiễm màu lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng sùng bái Ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ Ngài đã dạy, và đã vun trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô song, roi truyền mãi mãi với hậu thế. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ sa cơ. Và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Ân đồng bào và nhân loại. Con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhõi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Ta nhờ hộp cơm của họ mới sống, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ. Vui sướng ta đồng hưởng với họ, hoạn nạn họ cùng chịu với ta. Họ và ta cũng một màu da, cũng nói một thứ tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một. Ấy quốc gia đó, họ là ai? Tức những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của gian sa đất nước. Đồng bào ta và ta có
có một liên quan mật thiết, không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau, và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ, hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào ta còn có thế giới người đang cặm cụi cần lao, cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Ta có thể tự túc một cách đầy đủ chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàn, với những lúc ốm đau nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác, và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Vả lại, cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm huyền quảng quật. Cái tình ấy, nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng không lũ sang hèn và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Đối với những kẻ xuất gia quy y đầu Phật, phụ vào những ân huệ đã thọ như đã nói trên, họ còn phải trực tiếp chịu ân của các đàn na thí chủ, nghĩa là những thiện nam tín nữ có hảo tâm cung cấp những vật dụng cần thiết cho họ. Họ nhờ đến hộp cơm, đến miếng vải, đến thuốc men đặng sanh sống. Rốt lại, họ phải nhờ đến sự nuôi dưỡng hoàn toàn của những kẻ tốt lòng. Với quần sanh, họ mang cái ân rất nặng, cho nên họ phải dìu dắt sinh linh đi tầm chân lý, đặng đáp tạ tấm lòng chiếu cố của thiện tinh. Nam mô A Di Đà Phật. Luận về tam nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Sanh ra ở đời, có người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, và nó là một con đường. Đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết, hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu, phải tránh đừng cho thiếu nợ. Mỗi người đều có ba nghiệp chướng sau đây. Thân nghiệp, tội lỗi do xác thân gây nên. Khẩu nghiệp, tội lỗi do miệng lưỡi gây nên. Ý nghiệp, tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác kể ra dưới đây. Thân nghiệp sanh 3 điều ác: 1. Sát sanh, 2. Đạo tặc, 3. Tà dâm. Khẩu nghiệp sanh 4 điều ác: 1. Lưỡng thiệt, 2. Ỷ ngôn, 3. Ác khẩu, 4. Vọng ngữ. Ý nghiệp sanh 3 điều ác: 1. Tham lam, 2. Sân nộ, 3. Mê si. Sát sanh. Con người mới sanh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả. Song đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạ với thế giới người hung tàn, bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm những sự xấu xa, hèn kém,
trở nên độc ác dữ dằn. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hiềm, vì háo thắng, vân vân. Nghĩa là họ giết nhau vì sự ích lợi của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Tại trào nồi, sự mà vua coi bầy tôi như cỏ rác, bầy tôi sánh vua như thể địch thù, đã làm nguyên nhân cho biết bao cuộc tương tàn, tương sát. Ngoài Lê Thứ thì con giết mẹ cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, đệ huynh sâu xé. Những cuộc tương tàn rất thường xảy ra trong nhân loại, không ngoài các lý do đã kể trên, đó là người đối với người. Người đối với thú cầm sinh vật còn tàn nhẫn gấp mấy nữa. Họ giết thú vật vì miếng ăn, vì sự dị đoan mê tín, vì sự vui thích. Đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sinh vật gà, vịt, heo để nuôi thân sống, nhưng chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân. Thú vật sinh ra đặng nuôi con người, mà giết nó một cách quá đáng. Chỉ cần dùng nó vừa đúng, theo sự nhu cầu cần thiết của các món thực phẩm mình thôi, mà không nên hoang phí hy sinh nó. Nếu sự hy sinh ấy không ích lợi cho mình lắm, nhất là chẳng khá giết các thú vật trong khi tế lễ. Người ta tưởng rằng khi mình phạm tội với thánh, thần, trời, đất, có thể sát hại sinh vật cúng tế, cầu cho tội quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy rất sai lầm huyễn hoặc, vì đứng vào bậc siêu hình cao cả như chư vị thánh thần, có lý nào vì một tình riêng làm sai chạy lẽ công? Khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, có người không chịu thuốc thang, khẩn vái Phật trời, cầu cho tai qua, nạn khỏi, lại giết các thú vật tế thần, cúng thánh, kêu cúc, kêu đồng. Họ không chịu tìm nguyên nhân các sự họa hoạn, không chịu tìm hiểu rằng những tai biến xảy ra đều do căn tiền báo quả hậu, và không chịu ăn năn chừa lỗi, tạo tác phước điền. Trong khi giết các thú vật đặng tế lễ, họ đã phạm thêm một tội ác lúc họ chưa đền bồi các tội ác trước được. Chẳng những vậy thôi, họ còn giết các thú vật vì sự vui thích của mình. Kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước, họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng, quên hẳn rằng sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chai lạc, hãy cử hẳn. Đạo tặc. Câu bần cùng sanh đạo tặc cần phải là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những kẻ này ngài vẫn dơ đầu đường xó chợ, tối kiếm chỗ quét vách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài vòng pháp luật, trốn nhủi, trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyện lo giết người cướp của, đoạt giật tài sản lương dân, không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao kiệm tiết, là nguyên nhân của sự nghèo, sự khó,
họ phá hoại hạnh phúc của con người. Cơ hàn đói khó, thay vì phải làm lụng như những kẻ khác mưu cuộc sống còn, họ gây cái lỗi này rồi đến cái lỗi khác, phạm tội này rồi đến tội nọ. Lụng về tam nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Sanh ra ở đời, có người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, và nó là một con đường. Đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Mỗi người đều có ba nghiệp chướng sau đây: thân nghiệp, tội lỗi do xác thân gây nên; khẩu nghiệp, tội lỗi do miệng lưỡi gây nên; ý nghiệp, tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác kể ra dưới đây. Thân nghiệp sanh ba điều ác: một, sát sanh; hai, đạo tặc; ba, tà dâm. Khẩu nghiệp sanh bốn điều ác: một, lưỡng thiệt; hai, ỷ ngôn; ba, ác khẩu; bốn, vọng ngữ. Ý nghiệp sanh ba điều ác: một, tham lam; hai, sân nộ; ba, mê si. Sát sanh. Con người mới sinh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả, song đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạ với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm những sự xấu xa hèn kém, trở nên độc ác dữ dằn. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hiềm, vì háo thắng, vân vân. Nghĩa là họ giết nhau vì sự ích lợi của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Tại Trào Nội, sự mà vua coi bầy tôi như cỏ rác, bầy tôi sánh vua như thể địch thù, đã làm nguyên nhân cho biết bao cuộc tương tàn, tương sát. Ngoài Lê Thứ thì con giết mẹ cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, đệ huynh sâu xé. Những cuộc tương tàn rất thường xảy ra trong nhân loại, không ngoài các lý do đã kể trên, đó là người đối với người. Người đối với thú cầm sinh vật còn tàn nhẫn gấp mấy nữa. Họ giết thú vật vì miếng ăn, vì sự dị đoan mê tín, vì sự vui thích. Đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sinh vật gà, vịt, heo để nuôi thân sống, nhưng chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân. Thú vật sinh ra đặng nuôi con người, mà giết nó một cách quá đáng. Chỉ cần dùng nó vừa đúng, theo sự nhu cầu cần thiết của các món thực phẩm mình thôi, mà không nên hoang phí hy sinh nó. Nếu sự hy sinh ấy không ích lợi cho mình lắm, nhất là chẳng khá giết các thú vật trong khi tế lễ. Người ta tưởng rằng khi mình phạm tội với thánh, thần, trời, đất, có thể sát hại sinh vật cúng tế cầu cho tội quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy rất sai lầm huyễn hoặc, vì đứng vào bậc siêu hình cao cả như chư vị thánh thần, có lý nào vì một tình riêng làm sai chạy lẽ công? Khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, có người không chịu thuốc thang khẩn vái Phật trời cầu cho tai qua nạn khỏi, lại giết các thú vật tế thần cúng thánh, kêu cúc kêu đồng. Họ không chịu tìm nguyên nhân các sự hỏa hoạn, không chịu tìm hiểu rằng những tai biến xảy ra
đều do căn tiền báo quả hậu, và không chịu ăn năn chừa lỗi, tạo tác phước điền. Trong khi giết các thú vật đặng tế lễ, họ đã phạm thêm một tội ác lúc họ chưa đền bồi các tội ác trước được. Chẳng những vậy thôi, họ còn giết các thú vật vì sự vui thích của mình. Kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước. Họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng, quên hẳn rằng sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được. Và trong những ngày chai lạc, hãy cử hẳn. Đạo tặc. Câu bần cùng sanh đạo tặc cần phải là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những kẻ này ngài vẫn dơ đầu đường xó chợ, tối kiếm chỗ quét vách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài vòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của, đoạt giật tài sản lương dân, không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao kiểm tiếp, là nguyên nhân của sự nghèo sự khó. Họ phá hoại hạnh phúc của con người, cơ hàng đói khó. Thay vì phải làm lụng như những kẻ khác mưu cuộc sống còn, họ gây cái lỗi này rồi đến cái lỗi khác, phạm tội này rồi đến tội nọ, tạo chẳng biết bao nhiêu chuyện bất lành cho nhân chủng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Những kẻ ấy, dầu họ không bị luật hình của loài người phân xử, song cơ trời cũng sẽ báo ứng đến những hành vi đen tối. Nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân, bỏ thói vô nghị, lánh điều phi nghĩa. Tà dâm. Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Sách sử thường bảo như thế. Lần vợ xem sử sách, thời thấy tội ác ấy lan diễn khắp nơi, từ trào nội cho đến thứ dân, từ trong gia đình đến kẻ xa người lạ. Nó là mầm gây ra biết bao thảm trạng. Gương của vua Tề với vợ Thôi Tử, An Lộc Sơn với Dương Quý Phi, há chẳng còn lưu liên hậu thế. Vào ỷ của hiếp dâm kẻ khó, quan ỷ quyền cường bức đám dân hèn, gian phu dâm phụ từ xưa đến nay luôn luôn đều có. Muốn tránh sự bại hoại nền luân lý nước nhà, muốn giữ gìn tiếng tăm của gia thế, phải đừng để dục tình lôi cuốn, bắt chước gương xưa, trau dồi lòng hiếu trung trinh tiết. Lưỡng thiệt. Đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra, ác lưỡng thiệt này đã làm duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau, những sự cãi giả, gây gỗ, sanh oán sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm. Cái lưỡi đã tạo những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, phá tan sự đoàn kết, tình thân yêu giữa nhân loại. Nó cũng là nguồn cội của bao nhiêu bất hòa, hiềm khích. Để giải trừ những tai vạ ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật, chánh đáng. Được vậy, trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích,
và mình cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Ỷ ngôn. Nói đến tội này là nói đến những vụ chủ ỷ quyền nhiếp xài tôi tớ, quan ỷ thế mắng chửi dân ngu. Kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo, kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt, kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát. Hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm, hãy dạy dỗ họ, dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm êm dịu chỉ bảo, không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Ác khẩu. Những tiếng thề thốt lỗ mãng, chửi mắng tục tằn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha, không kể luân thường thảo hiếu, mạnh bạo hâm he đánh giết những kẻ yếu hèn, hiếp đáp xóm chòm cô bác, mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình không kiêng thần thanh. Tối ngày kêu réo Phật trời mời thỉnh Long Cung, làm cho tội lỗi càng thêm chồng chặt. Hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được êm dịu thanh bai hơn. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, với gia đình, với bà con cô bác, với xóm chòm quen thuộc, lời nói mình phải đoan trang nghiêm chỉnh. Đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu dạy dỗ chúng. Giọng ngữ thêm thừa huyễn hoặc, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và theo thùa sự tốt ra. Ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ, khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn. Những kẻ điêu hoa làm cho thiên hạ khinh khi, miệt thị. Muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu, chẳng nên tráo chát với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Tham lam. Tánh tham lam đã làm cho loài người phải chịu bao nhiêu thảm khổ, chiến tranh, cướp bóc, giết người, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, vân vân. Những sự ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồng giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền, đã làm cho nhân sinh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy cũng đã làm cho con người đau buồn hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận. Những cuộc cấu xé lẫn nhau, những vụ nồi da xáo thịt, những tương sát tương tàn, những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả. Ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn của sự khổ. Giả lại, ở đời phải có những lúc thăng trầm chìm nổi, có thì ta xài, không ta nhịn, cái gì phải bài mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài. Của là của chung trong thiên hạ, đời ta còn, nó còn, đời ta mất, nó mất. Gương thạch sùng dương khải, há không để lại cho ta
một bài học đích đáng lắm ru. Thế nên hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình. Hãy dẹp lòng dị kỷ tham lam, lo dung trồng phước đức, bố thí kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Sân nộ, tánh nóng nảy thường xúi con người làm những chuyện bất công sai phép, chém giết oán thù nhau. Kẻ thắng kiêu hãnh, người bại hổ ngươi, nên sự hèm thù càng lan rộng. Giận mất khôn, cơn giận làm cho con người cuồng trí, mất sự tự chủ, trở nên dữ dằn bạo tợn, chẳng còn nghĩ đến việc công bình, lẽ phải trái. Diệt được nó, tâm ta được hạnh thơi, trí ta được thông thả. Hãy mở lượng khoan hồng, dung tha kẻ lầm lỗi. Hãy nhẫn nhịn và chẳng nên cãi cọ tranh luận hơn thua, làm cho nảy sinh ra những điều hiềm khích. Mê sinh, tội ác này do sự thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy, con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê mang theo những vật nhỏ nhen, mau tan, mau rã, chỉ biết tính bướng làm càn, không tìm hiểu con đường giải thoát. Hãy xóa bỏ những điều mê tín, quy thuận theo tinh thần đạo đức, lánh chốn mê lầm, tỉnh cơn mộng huyễn, phá tan màn vô minh che mờ tâm trí, lần bước trên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Luận về bát chánh. Nam mô A Di Đà Phật. Trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo tám điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên mười điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích. Thế nên cần phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Bát chánh gồm có: 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh nghiệp. 4. Chánh tinh tấn. 5. Chánh mạng. 6. Chánh ngữ. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Chánh kiến. Chánh là đúng sự thật, kiến là thấy, xem xét. Chánh kiến là dòm thấy, xem đúng theo sự thật. Phàm con người thường hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít nhiều sự thật. Khi vì thiếu sự sáng suốt, khi vì tư thù, khi vì lợi kỷ, khiến cho con người không biết đường ngay nẻo thẳng, nên sự phán đoán không công bình chánh đáng, làm cho kẻ khác chịu oan tình. Vì thế, một chánh kiến dạy ta phải đem hết trí năng truy cứu các sự rắc rối, cẩn thận xem xét, tránh sự lạc lầm, trong khi phê đoán bất cứ việc gì, giàu của mình hay của kẻ khác. Sự quan sát cực điểm, cách xét đoán tận tường, tránh cho ta những tà kiến, sự xem xét lầm lạc sai chạy, khiến ta dẹp bản ngã đã làm cho trí tuệ mịt mờ u ám, giúp cho ta hiểu biết được rõ ràng minh bạch, cách phán đoán được ngay thẳng công bình. Chẳng thế, nó còn giúp cho ta hiểu biết các điều tục lụy trong trần, biết được lẽ nhiễm màu tôn giáo, khiến ta xua đuổi các điều tà mị, bỏ các sự say mê, trở về với đạo lý, thoát đọa hồng trần. Nó tránh cho ta tất cả sự giả dối, và nhờ thế nên ta khỏi bị lạc lầm trong khi hành đạo.
chánh tư duy, tư tưởng chân chánh. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng, vân vân. Cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được. Ấy về phần tà. Phần chánh giải rằng: tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao, trí ráng tìm cái chân lý. Chân lý ấy là cái đạo của mình đối với nhân loại, của mình đối với trời Phật, của mình đối với mình. Vì thế, hãy đặt tư tưởng mình vào công cuộc tìm phương cứu giúp sanh linh trong dòng trầm luân oan nghiệt. Hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chủng. Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần, xả thân tu tịnh. Chánh nghiệp, việc làm chánh đáng ngay thẳng. Đối với kẻ xuất gia đầu Phật, ngoài những lúc tham thiền nhập định, những khi trì tụng kinh hành, những khi đọc kinh viết sách, những lúc công quả cho nhà thiền, chẳng có làm việc chi có thể tạo thành ác nghiệp cả. Những kẻ tại gia cư sĩ trái lại còn cần phải lo kế sinh nhai, mưu cuộc sống còn. Kẻ buôn tạo bán tầng, người việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì xác thân mà ra cả. Tuy nhiên, dầu đời sống của họ có bị sự sinh nhai chi phối, song cái chi phối ấy khác hẳn với kẻ gian tà đạo tặc, chẳng có làm việc gì xảo trá bất nhân. Trong cuộc mưu cầu cho lẽ sống, họ cũng nguyện bỏ những nghề nghiệp gây tai hại cho con người, như nuôi điếm, bán á phiện, buôn rượu, đầu cơ, cho vay cắt cổ, vân vân. Đành rằng những người buôn bán ấy không có ép buộc bản hàng, song tại có họ làm các nghề nghiệp ấy, con người mới bị hư hỏng, trụy lạc, hoang đàn, trà đình, tửu điếm. Họ là đồng lõa mà phạm nhân là kẻ nghiện ngập sai xưa. Thế nên một chánh nghiệp răng cấm chúng ta làm các nghề ấy. Kẻ tại gia cư sĩ cũng chẳng sát hại vô cớ các sinh vật, hoặc không đánh đập chém đâm ai có thể gây ra nhiều điều tội lỗi. Chánh tinh tấn, tín ngưỡng chân chánh và nước tấn. Phái vô thần luận thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn tức là người còn, thân mất người mất. Không có thánh, thần, trời, Phật, không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội, có phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe gian hùng, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra. Vì vậy, một chánh tinh tấn này khuyên hãy ráng giữ đức tin cho mạnh mẽ. Dầu các thị dục có lớn lao thế mấy, dầu cho có sức lực gì cám dỗ, hay bức bách bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thể lôi kéo được. Và ta luôn luôn nhớ đến công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hại của Đức Thế Tôn. Phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những oan trái luân hồi cai nghiệt. Muốn thế, trước hết phải tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, hầu dắt diều bá tánh thập phương xa miền tục lụy.
Người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều tà dại, dẹp lục căn, lục trần, và ráng làm cho tinh thần được thêm sáng suốt, rèn luyện các đức tánh cho thiện mỹ, yên tịnh, hỷ lạc, nghiêm trang, quyết gắng công phu, một lòng bước tới niết bàn, đặng có tế độ chúng sanh, thoát khỏi luân hồi quả báo. Chánh mạng, sanh mạng chân chánh, trong sạch. Ở đời người ta hay lấy xác thân mình làm gốc, và hay quý trọng săn sóc nó. Ấy cũng do lục căn mà ra, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thế nên, hãy xa lánh những điều làm tinh thần bị đen tối, bỏ hết đài cát xa hoa, thân mình tự chủ, để tìm chỗ bất diệt, bất sanh. Thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Chánh ngữ, lời nói chân thật. Lục căn làm cho con người nhiễm lục trần, vì muốn nuôi dưỡng xác thân nên mới sanh ra các điều ham hố, là nguồn cội các tội lỗi. Trong những tội lỗi ấy cũng có nghiệp chướng của miệng lưỡi, lưỡng thiệt làm cho thiên hạ bất hòa nhau, ỷ ngôn, lời chửi mắng kẻ dưới tay, ác khẩu, tiếng độc ác tục tằn chửi rủa thần thánh, giọng ngữ nói láo, nói huyễn hoặc. Hãy tập lời nói mình cho chân chánh, đúng với sự thật. Hãy bỏ hết những xảo ngôn tráo chát, những tiếng thô lỗ cộc cằn. Phàm những khi bàn luận việc chi, phải nói tỏ tường ngay thẳng. Đối với kẻ dưới bề trên, lời nói phải cho hiền lương đức hạnh, và những sự khuyên dạy chỉ bảo kẻ khác làm theo lẽ phải, đều có ích lợi cho chúng sanh, và đều hợp với tinh thần đạo đức. Chánh niệm, ghi nhớ sự chân chánh. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt một con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi cảm tình, uy quyền phú quý, được hằng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi vòng sanh tử. Để thoát chỗ luân hồi bỏ cuộc đời lầm than hoảng hòa, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ đại đất, nước, lửa, khí tạo thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình, tránh điều lụy khổ do nó gây nên. Chánh định, suy gẫm chân chánh. Con người thường hay có những ý định làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên. Nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen, thấp thỏi. Họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay vậy mai khác, thân thế lạc luân, của cải gia tài như đám phù dân trước gió, nước bọt, mây bèo. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử,
được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thế mà họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh, mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti, eo hẹp. Họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di, không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ, thì thấy rằng ở cảnh ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các sự phiền não, rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn xao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoài, dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Cách thờ phượng, hành lễ và sự ăn ở của một tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thờ phượng. Từ trước đến nay, các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng, đành rằng vì tôn kính đấng từ bi mới làm ra thờ phượng Ngài. Nhưng cũng có kẻ lợi dụng để thủ lợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm thế, chúng ta không có ý hủy báo sự phượng thờ của các chùa chiền. Cách thờ phượng ấy tùy theo điều kiện các sư mà chúng ta cũng có thể sùng ngưỡng đặng. Nhưng riêng về cư sĩ ở nhà, không nên tạo thêm nữa. Nên thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn, hơn ở vào sự hào nhoáng bề ngoài. Từ trước, chúng ta thờ Trần Điều là di tích của Đức Phật Thầy Tây An để lại. Nhưng gần đây, có nhiều kẻ thờ Trần Điều tự xưng cùng tông phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn chỉ của Đức Phật, nên toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Lại nữa, từ trước đến giờ, các sư dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân loại, không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy, chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Nếu trong nhà chật, nổi bàn thông thiên với một lư hương không cũng được, bởi vì sự tu hành cốt ở chỗ trao tâm, trịa tánh, hơn là do sự lễ bái ở ngoài. Còn người nào có cốt Phật trong nhà để vậy cũng đặng, hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi. Kẻ nào phải ở chung đậu với người khác không có tu hiền, hay không cùng một đạo với mình, hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá, không có chỗ phượng thờ, thì đến giờ cúng, kiến, chỉ giái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng. Về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi uế trượt. Ngoài ra, chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờ ông bà, cúng món chi cũng đặng. Ngoài sự thờ Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không nên thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tức. Hành lễ chỉ thờ lại Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc. Với những kẻ khác, nên bỏ hẳn sự lại lục người sống, cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Một,
đừng nghĩ lại vào kẻ mạnh. Hai, đừng nghĩ lại vào sự cứu vớt của thần thánh. Ba, đừng nghĩ lại sự binh vực của thầy mình. Luôn luôn, lúc nào cũng phải nhớ câu nhân quả của Phật dạy. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Kẻ nào hành động ngông cuồng, không suy xét cẩn thận, để đánh đổi thất bại, đem đến sự khó khăn, khổ não, rồi trách cứ kẻ mạnh sao không cứu mình, thầy sao không giúp mình, trời Phật sao không độ mình, thì sự lầm lạc ấy rất đáng thương hại. Mỗi người hãy nên lấy trí thông minh nhận xét đạo lý hay lời nói của thầy mình, chứ đừng lấy đức tính thọ lãnh những lời nói đó trong khi mình chưa hỏi tường tận. Như thế mình mới có thể tấn hóa trên con đường đạo đức. Những điều sơ lược giải thích trên đây, mong rằng toàn thể trong đạo suy gẫm kỹ càng và thực hiện, để bài trừ sự mê tín ngông cuồng của thiểu số người trong đạo, làm cho tư tưởng thiện hòa của Phật đạo được phát triển mau chóng. Tang lễ. Lúc ông bà cha mẹ từ trần, tục để tang chúng ta vẫn giữ theo cổ lệ, chỉ cần sửa đổi các sự như sau đây. Bây giờ chúng ta đã quy y đầu Phật thì phải do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh nơi cõi thọ. Chẳng nên rước những ông thầy dính bông đốt với tiền vàng bạc xá phương lầu kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô ích. Bởi vì người ta nhận định rằng xác thịt là hư hoại, thì trong lúc chết chỉ đem chôn cất cho kín đáo, đừng để hôi thối có hại cho người sống, như thế là đủ rồi. Còn hiếu sự, do hồi còn sanh tiền và do sự tu hành, sự thành tâm cầu nguyện, chứ không phải có tiền rước người khác cầu nguyện mới đạt được hiếu thuận nhân nghĩa. Chỉ giọng bàn giữa nhà hay giữa trời cầu nguyện rồi im lặng đi vô. Về việc cúng kiến ông bà cha mẹ, có chi cúng nấy trong những ngày kỷ niệm theo như tục lệ. Còn về việc đãi đặng hương đảng thì tùy ý. Những điều nào xét xa giản tiện, ít lãng phí cứ làm. Cách cầu nguyện cho người chết. Mỗi người đứng trước bàn Phật niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, và niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Giấy Phật Tổ Phật Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên người chết, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền Cực Lạc. Trong lúc ở nhà hay trong lúc đưa đám tang gì cũng vậy, nếu có tổ chức xuất hàng chấp tay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Nếu người chết là nhà sư thì câu chót đọc tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nên lưu ý, tang gia đừng nên khóc lóc làm trở ngại sự siêu thoát anh linh của người chết. Hôn nhân. Bổn phận cha mẹ phải chọn lựa đôi bạn cho con một cách xứng đáng, bằng sự quan sát tường tận về đức tánh đôi trai gái. Không nên ép uổng con mình quá đáng, vì như thế làm cho khốn khổ nó về sau. Nhưng cũng không nên để chúng quá tự do, mà sự thiếu kinh nghiệm làm cho đời chúng phải hư hỏng. Nên bỏ tục lệ thách giá đòi tiền và đòi lễ vật. Thông gia hai bên không nên làm khó cho nhau, cũng chẳng nên bày ra tiệc lễ linh đình tốn kém nhiều tiền làm cho trở nên nghèo khổ. Những điều phải tránh hẳn hoặc được chăm chế
hoặc nên làm. Uống rượu phải cử tuyệt, nhưng khi có tiệc lễ với người ngoài và không phải nhằm ngài trai lạc, có thể dùng một đôi chút rượu thật nhẹ để đừng có tỏ sự chia rẽ với kẻ ngoại đạo. Nếu say sưa sẽ phải tội lỗi. Thuốc phiện phải cử tuyệt, không được hút một điếu nào hết. Những kẻ hút muốn vào đạo phải bỏ hút rồi mới được nhìn nhận, trừ ra những người đau mà thầy thuốc bảo phải dùng một chút ít hợp với các vị thuốc khác mới có thể châm chế đặng. Cờ bạc phải cử tuyệt, những kẻ cờ bạc muốn vào đạo phải thề nguyện bỏ cờ bạc rồi mới được nhìn nhận. Về sự này chẳng có cuộc vui nào có thể châm chế đặng. Đối đãi các tăng sư, tất cả bổn đạo nên cung kính các tăng sư tu hành chân chánh. Nếu các ông ấy có giải điều chánh lý phải nghe lời. Đối với những hạng tu hành mà mình biết rõ là dối thế như mấy ông thầy đám, hãy tìm cách khuyên can các ông trở lại con đường chân chính của đạo Phật. Nếu các ông vẫn tiếp tục làm điều tà mị, mình phải bài trừ triệt để và giảng giải cho quần chúng cùng những tín đồ nhà Phật hiểu, đặng xa lánh họ. Đối với chùa chiền, những ngày vía của các đức Phật, ngày rằm hay 30, mình muốn đi chùa cũng tốt, đặt lễ Phật, dâng hoa không có cấm. Nếu chùa nào nghèo, hư rách mà mình giúp đỡ được càng tốt. Có điều mình không nên mua sắm hình tượng cho nhiều. Khi đến chùa cũng phải tôn trọng sự thờ phượng trong chùa, không nên hủy bán. Đối với các tôn giáo khác và nhân sanh, đối với những người theo tôn giáo khác, không nên động chạm đến cách thức tu hành của họ, nhất là không ỷ đông hiếp đáp hoặc nói xấu người ta. Nếu họ có làm dữ với mình thì mình cũng chẳng được phép vì sự dữ của họ mà trả thù, và phải luôn luôn làm lành với họ. Mình phải hoài hoài làm phải với những kẻ ấy, dầu họ có làm quấy với mình cũng mặc, và phải nhẫn nhịn họ. Đối với nhân sanh, bao giờ cũng phải hòa hợp với họ và làm cho đôi đàn có thiện cảm với nhau. Phải biết thương xót đến họ, và nếu khi nào họ cần dùng, phải ráng hết sức giúp đỡ họ. Để tóc, tất cả bổn đạo nên biết rằng thầy không có buộc để tóc, vì đó thuộc về phong tục chứ chẳng phải về tôn giáo. Nhưng sở dĩ thầy để tóc là muốn giữ kỷ niệm các phong tục cổ của tổ tiên, và tỏ cho thiên hạ biết thầy không chịu ảnh hưởng cái đời văn minh cặn bã của phương Tây. Thấy vậy, nhiều người trong bổn đạo yêu mến thầy liền bắt chước. Vì thế, số đông người hiểu lầm rằng để tóc là tu. Thật ra, tu là tu, để tóc là để tóc, và tu không phải là để tóc, để tóc không phải là tu. Nếu để tóc mà không chịu trao tâm sửa tánh cũng chẳng phải là kẻ tu hành. Từ rài trở đi đã thoát được ít người Pháp, và tùy theo phong trào tiến hóa của nước nhà, thầy cho phép bổn đạo tự do cải cách, hầu hòa hợp với lương dân cùng tôn giáo khác. Sự học, sự học hành không làm trở ngại cho đạo đức. Trái lại, nhờ nó mình được biết rõ ràng giáo lý cao siêu của tôn giáo. Nó tránh cho mình những sự lạc lầm, bỏ các điều dị đoan mê tín. Nó làm cho mình dẹp bỏ những điều huyễn hoặc, không bàn bạc những chuyện xa vời như tiên đoán thiên cơ chẳng hạn. Vậy hãy tự mình học hỏi, học chữ quốc ngữ, và hãy cho con cháu mình vào trường học tập, đặng sự hiểu biết của chúng thêm rộng rãi. Giả lại, sự hiểu biết về khoa học không cản trở sự tu hành, và nó giúp cho mình nghiên cứu Phật đạo một cách rành rẽ.
thể dục. Người trong bổn đạo nam nữ bất luận phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh. Như thế nên luyện tập những môn thể dục nào hợp với sức khỏe nếu mình muốn. Bởi vì xác thịt có khỏe mạnh, tinh thần mới sáng suốt. Như vậy mình mới có thể làm sự đạo nghĩa một cách đắc lực. Ăn ở, kẻ tu hành ăn uống phải có điều độ, tránh những món ngon xong nấu toàn đồ độc cho cơ thể ăn vào sanh bệnh. Phải giữ gìn thân thể sạch sẽ, và từ nhà cửa cho đến chỗ ăn chỗ nằm phải biết trọng vệ sinh, bỏ những thói quen ăn ở dơ bẩn. Vì xác thịt dơ dãi thì tinh thần không thể nào mở mang được, và vì thần thánh chỉ gần những kẻ trong sạch, nên nếu ai muốn được tiếp độ phải trong sạch vừa tinh thần lẫn vật chất. Cách làm ăn, cách làm ăn phải y như trong một bát chánh đã dạy. Bỏ những sự bất chánh, lường cân, tráo đấu, buông lậu, đầu cơ, buông rượu, bán thuốc phiện. Làm những nghề lương thiện, không có lường gạt ai, bỏ những thói gian xảo. Điều kiện vào đạo, người nào muốn quy y phải có hai người bổn đạo cũ, có đức hạnh tiến cử và bảo lãnh, đến ban trị sự trong làng, cho người làm đầu biết. Và người làm đầu phải đọc hết thể lệ về sự tu hành cho người quy y nghe, hỏi coi có bằng lòng quy y như lời nguyện dạy và răn cấm trong đạo chăng. Nếu họ bằng lòng, biểu họ về nhà cho ông bà, cha mẹ biết, hoặc nguyện trước bàn thờ ông bà, tổ tiên rằng: ngày, tháng, con chịu quy y theo đạo. Sau đó người làm đầu, hội trưởng cho cuốn sách nhỏ này. Chỗ nào không có ban tri sự, hai người bổn đạo cũ phải dìu dắt người mới, rồi sau sẽ dẫn lên ban tri sự gần đó. Không bắt buộc thề thốt chi hết, vì người muốn tu do nó sự phát nguyện của mình thôi. Khi nào mình không muốn giữ đạo, mình phải cho người tiến cử hay được bôi tên mình ra. Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật đệ trong sự đạo đức, dầu không xưng thôi đạo hay là chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại đạo. Nên nhớ rằng Đức Phật sẽ dìu dắt và ủng hộ những kẻ nào làm ăn chân thật, hiền lành, đúng theo giáo lý của Ngài, chứ không bao giờ Ngài lại ủng hộ những kẻ gian tà, xảo quyệt, làm các việc hung ác, ngông cuồng, trái những lời mà Ngài đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. Nam mô A Di Đà Phật. Bài nguyện trước bàn thờ ông bà, cầm hương xá ba xá, quỳ xuống chắp tay, đưa lên trái nguyện, cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Cắm hương rồi đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực đọc tiếp: cúi đầu lại tạ tổ tông, bảo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải niên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cội tu. Lại bốn lại. Bài nguyện trước bàn thờ Phật, cầm hương xá ba xá, quỳ xuống chắp tay, đưa lên trán, đọc bài quy y. Nam mô ta
Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối, ăn năn, làm lành, lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật Đạo. Cấm hương lại bốn lại cũng được, hoặc cấm hương đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Phổ Độ Chúng Sanh, A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng, Niên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử, Tiêu Tai Tịnh Sự, Trí Huệ Thông Minh, Giai Đắc Đạo Quả. Lại bốn lại rồi xá, một xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một xá bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, một xá bên mặt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bàn Thông Thiên. Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên cầu nguyện bốn hướng, lấy bàn Thông Thiên làm hướng chánh, trước mặt, sau lưng, hai bên vai. Hướng chánh bàn Thông Thiên có nguyện đọc bài quy y, còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Mỗi hướng đọc rồi lại bốn lại. Khi cầu nguyện nếu không thể lại được thì xá ba xá, lại đứng hay lại quỳ tùy theo lúc yếu mạnh. Niệm Phật cúng xong, muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hai niệm, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Khi ăn cơm, mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy, đều nguyện giái cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ khóa giảng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo. Ăn chay đến ngày đốm quải có chi cũng nấy, ăn chay ngày 14, 15, 29, 30 tháng thiếu 29 và mồng 1 có nhang thì đốt, không có thì nguyện không. Hàng năm đến ba ngày xuân nhật thì ngày 29, 30 và mồng 1 phải ăn chay. Trong mấy ngày ăn chay phải cúng chay, qua đến ngày mồng 2 có chi cúng nấy cũng được. Đến ngày mồng 3 ra mắt không nên sát sanh loài vật mà cúng tế trời Phật,
chỉ dùng bông hoa mà cũng thôi. Đi xa nhà, đi làm ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyện rồi xá bốn hướng. Còn đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rút bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chinh dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tộc, xét thân ta. Nếu người rõ phần vui lòng thương, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, tiếp theo kính mời chư quý vị nghe bài Thập Nhị Nhân Duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh mà che lấp bản ngã linh hồn, nên làm cho người phải tâm tối mê sai, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Đây là 12 duyên sanh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc động, xúc động sanh thọ cảm, thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ, bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Đó là 12 duyên sanh. Nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt.
Cái vô minh nghĩa là tối tâm mê dốt từ hồi vô thỉ. Có mê dốt ta mới hành động, rồi hành động ấy sanh ra muôn pháp. Nên mới có cái thức biết, ví như loài cây cỏ sắc đá vô tình, không biết chi cả, đâu có danh sắc. Còn ta là loài hữu tình, cái biết ấy nên có xác thịt và linh hồn. Danh sắc, xác thịt và linh hồn có thì phải có sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhiễm giới sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là lục nhập. Có lục nhập mới có tiếp xúc với mọi người và vạn vật, nên gọi là xúc động. Rồi từ chỗ tiếp xúc mới thọ hưởng của tiền trần, nên gọi là thọ cảm. Có thọ cảm, thọ hưởng của tiền trần, rồi mới có cái ưa thích, quyến luyến thâm tình, nên gọi là ái. Muôn việc chi ở đời, nếu ta yêu thích cái điều đó thì ta phải gắng công gìn giữ chặt chẽ, nên gọi là bảo thủ. Mà gìn giữ chặt chẽ thì mới có sống, nếu không làm sao mà ta sống, nên gọi là hữu. Rồi cái sống ấy, mến tiếc ấy, mới đầu thai trở lại cõi trần đặng hưởng dụng, nên gọi là sanh. Muôn loài vạn vật hãy sanh ra thì lớn, hãy lớn thì sẽ già, bị trong tứ đại đất nước gió lửa làm nên. Nào là tứ thời cảm mạo bất hòa, hãy già thì yếu đau, nếu đau tất là phải chết, nên gọi là lão tử. Ấy vậy, cái nghiệp nhân của già chết ấy là tại cái vô minh mà ra tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Môn Hoàng Diệt. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc động diệt, xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt thì sanh diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật đối với chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Một ông cha ở trong gia đình vẫn có lòng thương xót hết các con, dù lớn nhỏ, không dạy gì cũng vậy. Tại sao? Vì xét ra lớn nhỏ là tại đứa sanh ra trước, đứa sanh sau. Khôn dạy là tại đứa chăm học cùng biến trễ, chứ cũng đồng là con, đều do huyết nhục sanh ra. Vậy bổn phận ông cha thì hết lòng nó dạy dỗ các con, lo lắng cho có gia cư, nghiệp nghề, tài sản để cho con, ruộng đất để cho con. Vậy thì tình thương vẫn đồng, mà cái chỗ âu yếm ban thưởng nhiều khi có khác. Ấy là phải tùy theo mỗi đứa. Tại sao vậy? Vì đứa nào hiếu thuận từ hòa, dễ dạy dễ biểu, thì ông cha âu yếm hơn đứa ngỗ nghịch bảo tàng. Với đứa khó dạy thì ông chỉ biết than thở mà thôi, chứ không thể âu yếm đặng. Còn đứa nào cần kiệm, lo giữ gìn gia sản của cha nó, chẳng cho hư hoại, cẩn thận từ lý,
dầu lời nói hay việc làm để bảo tồn danh giá của cha nó, thì cha nó hằng ngày ban thưởng cho nó luôn, chứ không thể ban thưởng cho những đứa hoang chơi tàn phá sự nghiệp, làm những điều điếm nhục gia môn. Những đứa ấy ông cha có thể nén lòng mà rước lấy sự chế nhạo trách cứ là nhiều lắm rồi, chớ làm sao mà ban thưởng đặng. Cũng mường tượng như trên, hỡi các người, Đức Phật đối với chúng sanh và môn đồ như người cha đối với các hạng con trên đây vậy. Phật cũng yêu hết chúng sanh, dầu kẻ ngu người trí, yêu tất cả môn đồ, dầu kẻ biến nhát với kẻ siêng năng. Bởi tại duyên nghiệp mỗi chúng sanh chẳng đồng nhau, tu cao thấp khác nhau, nhưng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy lòng từ bi của Phật là vì thương xót chúng sanh, lo dạy dỗ chúng sanh. Nhưng mà sự gần gũi và ban phước huệ vẫn có khác, vì phải tùy theo mỗi kẻ tín đồ. Người tín đồ nào hằng ngày vâng lời Phật dạy, ráng lo học hỏi, tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành, thì Phật thường gần gũi hơn đứa đã dạy nhiều lần mà chẳng chịu nghe theo, và thường ban thưởng cho kẻ tín đồ nào quý trọng kinh luật của Phật, chăm lòng giữ theo giới luật, cẩn thận từ lời nói việc làm, đừng để cho người ta nhạo báng Phật hay chê bai thầy của mình. Còn những kẻ tín đồ dối tu, chẳng vâng lời dạy, chẳng giữ giới luật, thì trên là Đức Phật và dưới là ông thầy của kẻ ấy, chỉ lấy lòng từ bi mà nhận sự trách cứ của kẻ ngoại đạo, chứ không thể nào mà gần gũi và ban phước huệ cho kẻ chẳng thành tín kia đặng. Bạc Liêu, ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ngô trượt này là thật, cái cảnh phú quý cùng của tình duyên tồn tại vui sai. Nào hai thân vô thường tạm mượn, do tứ đại hiệp thành, cuộc phú quý tựa đám phù vân. Cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ, ni xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa, tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ đạo chứ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hằng ngày. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đọc lại trong cuốn Khuyến Thiện.
Nhưng thầy xét lại, khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Kể rằng, đạo Phật thường hay dung giới hòa, xét người cho tộc, xét thân ta. Nếu người rõ phần vui lòng thứ, ta thứ được người, người